Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video này của Khải nha. Sau vừa rồi Khải có làm xong event thì không có ai trúng thưởng 50k cạc cả anh em. Nói chung là anh em quá đen thì Khải lại quá đỏ. Đó, Khải được full bộ 12x luôn nè. Như anh em có bảo là anh sẽ được full bộ 12x mà anh không phải đâu nè. Anh event á, nó sẽ có là một á, là một cuốn bí kíp. Đó, phát cuối rồi nha. Một là cuốn bí kíp hoặc là một cuốn đại thành. Đó, một trong hai thôi. Hoặc là không có cuốn nào luôn. Đó, hoặc là không có gì, đó là cái thứ ba. Còn như Khải hôm nay là Khải ăn được hai cái luôn, nói chung là quá đỏ này mà. Cả hai. Quá đỏ. Rồi Khải chốt nhẹ anh em xem cái số tiền Khải ăn được bao nhiêu nè. Xong rồi Di qua ra giao dịch này Di ơi. Đợi tí nha. Đây. Đây như nhẹ nhẹ nha, nói thiệt là cái cuốn này nha. Bí kíp á là hiện tại so với hiện tại bây giờ thì server quá nhiều nên là cuốn này khoảng tầm 1 kim thôi nè. Bí kíp 120 không 1 kim, 1 kim là khoảng 500 vạn thôi. Đó. Rồi tiếp tục, đó là cuốn đại thành. Cuốn đại thành này thì Khải có tìm hiểu sơ qua á, ở bên ngoài đó là mua 4 kim rồi. Đó. Thì nói chung cuốn này thì Khải nhẹ nhẹ khoảng 2 kim rưỡi 3 kim. Cho nhẹ cho 3 kim đi. Là hai cuốn là 4 kim này. Đó, chốt anh em xem thử lời lộ nha. Hai cuốn 4 kim rồi. Thấy thấy là có ngon rồi ấy. Rồi cái cuốn này nữa nè. Cuốn này thiệt anh em, cuốn này cuốn mắt đọc server tìm chưa có nha. Ai cần. Cuốn này nhẹ nhẹ 3 kim này. Đó. Đúng rồi em, đúng rồi em. Cuốn này là cuốn đẹp rồi. Đây. Đó, nhẹ nhẹ 3 kim, 2 kim rưỡi cũng được. Đó. Thấy chưa? Đấy, quá đẹp. Tính ra rồi, nhẹ nhẹ 3 kim. 3 cuốn này không được 7 kim rồi. Tính ra anh Vân có 10 kim thôi nè. Anh Vân 10 kim 5 thôi nè. 7 kim rồi đúng không? Cái này kháng cảnh năm khoảng 300 xu. 7 kim 3. 7 kim 3 bao nhiêu lượng bài boss đây? 1 2 3 4 5 6 7. Trù 10 cá luôn. 10 bài boss tầm này được khoảng 1 kim 3 nữa nè. 7 kim 3 1 kim 3 là tặng kim 4 á. 1 kim 4 với 7 kim 3 là. Ừ, 8 kim 7. 8 kim 7 rồi. Cái rương này khoảng 500 xu hay 700 xu. Rương bảo, rương trong bảo này giờ còn nhiều. Nem trên bảo 750 xu. Ờ 750 xu. Mở luôn đi, mở luôn đi. Tính ra là 8 kim 7 rồi, 8 kim 7 mà cái này cho 700 xu nữa đi. Là 9 kim 4. Ồ, 9 kim 4 rồi. 9 kim 4 cái này cho 100 xu, 9 kim rưỡi này. Máy viên thịnh hồng này. Ơi, nói đến cái càng khôn rồi chứ, quên nói càng khôn chứ. 9 2 kim. 2 kim rưỡi, 2 kim cho 2 kim đi. 11 kim. 11 kim máy rồi. Mà 5 cục này cho 200 xu nữa. Khoảng 11 kim 11 kim rưỡi. Khoảng tầm nói chung là được lại 11 kim rưỡi và lại tiền ăn thơ nữa là nói chung là được khoảng 14 kim. Trời ơi đồ ngon vãi lên. Ngon. Ăn thơ thu lại 14 kim, lời 4 kim nha anh em. Đó, đó anh em ăn thơ cho ban đi anh em, khánh một con lại anh em ăn thơ đi anh em. Ăn thơ lời 4 kim. Đó, anh em thấy thơm chưa? Anh ra một bộ xong rồi lại còn ra cả cái bí kíp 20 nữa, ai chơi với anh. Quá đầu tháng quá đỏ. Quá đỏ luôn em ơi. À đây chưa nói hai lần bài boss đại nữa chứ. Hai lần bài boss đại nữa. Hai lần bài boss đại là một cái một kim một cái nữa. Ôi, lời 6 kim vãi lên. Lời 6 kim luôn em. Đi cái đại thành thế đi, cái đại thành free à? Ồ, lời 6 kim không tính đại thành rồi em. Đồ ngon dữ ta. Di đưa ai giao dịch anh 2 kim rưỡi em ơi. Đây. Ừ, giao dịch cho anh Di 2 kim rưỡi thôi. Ở ngoài nó đặt 4 kim không bán ấy, nói thiệt anh em luôn. Cái cuốn đại lực này, đại thành này nó đặt ngoài 4 kim ấy. Ừ, lên giá rồi em. Anh em nào trong ban ăn đi anh em. Bật 2 kim rồi mà bây giờ. Ngon lành. Lại xong được. Thu 2 kim rưỡi anh mới nè. Làm tiền. Đó. Cái này ngồi 4 kim nha anh em. Bán ra phải fix xuống còn kim rưỡi chứ để tăng lên là xong xu cay à. Ờ 2 kim. Ừ 2 kim. Đó, đó là bán Trần Duy thôi. Còn không ai bán 2 kim đâu. 4 kim đấy, giỡn đâu. Nó ra 4 kim anh em. Rồi, đó. Đó là bán thằng em mình mới bán nha. Rồi còn cái cuốn này á. Rao bán thôi anh em. Trời tầm này quá đã anh em ơi, quá đã luôn. Lần đầu tiên thấy đồ đỏ vãi lên luôn anh em. Quá sướng. Hầu kích gì mà kích anh em. Trời ơi đồ tôi ăn Evan nghiện bá Việt ơi. Chắc là nghiện bá Việt chưa biết Khải đen, Khải nhỏ, Khải mắt đen của cái server này như thế nào rồi. Đồ lần đầu tiên tôi ăn mà có cỡ như thế này luôn á. Anh em bảo Khải Adder búp thiệt. Cứ lên kênh YouTube Di Khải Gaming, hỏi xem thử thằng giỏ lâu, la giỏ lâm, thằng nào đen nhất cái sọ giỏ lâm lậu này thì
coi thử thế nào. Thứ anh em phải trả lời là thằng Khải không? Đồ thiệt đừng nói mà đồ bốc. Không giờ có đâu nè. Tôi đen hồi xưa giờ tôi đen như chó luôn á em. Đừng nói mà tôi không dám ăn luôn á. Đồ sợ dám ăn luôn đồ. Rồi ơi đồ lần lần lâu lâu đoạn xíu anh em bảo đồ bốc không có đâu nè. Nói vui anh em thì nghe ok chứ còn thiệt. À đâu mà bốc thiệt Khải đỏ nhiều nhiều rồi chứ không phải bây giờ đâu. Đồ tôi hóng binh nè. Tôi hóng binh một lần 45 lần từ cái kiếm mới qua được cái nỏ. Đó anh em cứ nghĩ đi. Đồ tôi hóng binh bằng tiền hóng binh là bằng cái tiền mua luôn rồi. Hóng binh hết 3 triệu bạc 45 kim. Đó. Đồ anh em cứ nghĩ là đỡ bốc không có đâu. Khải là chùm đen luôn á. Không tại vì anh em không biết á. Tại vì nhiều người chưa biết đến Khải á. À, bảo Khải là được Adder búp thì không phải đâu. Búp đâu mà búp anh em. Mình hên thôi không phải búp đâu. Rồi nói vậy chứ búp đâu ra. Đại khả thân niềm nè. Bị Adder búp thì mày ra chứ không phải búp đâu. Mình nói thiệt anh em nhớ đồ mình ăn nghe Vinh cái nào cũng vậy. Toàn bị đen thôi. Toàn bị đen thôi. Từ cái hóng binh, từ cái lệnh bài boss, từ cái hóng binh này nọ thì Khải toàn đen thôi. Chứ đừng nói mà được Adder búp cũng có. Server nói chung server này bảo đảm anh em luôn. Adder chưa bao giờ dám búp cho một thằng nào luôn. Cỡ cả thằng này thằng kia thằng nào cỡ cha rồi bay. Chơi được thì chơi cũng chơi thôi chứ ai đâu búp. Đừng nói mà búp mang tiếng Adder anh em, tội Adder anh em. Không có bao giờ búp đâu. Bỏ cho anh em xem coi Khải vừa ngay chóng. Tăng mấy cái điểm nhẹ nhẹ vậy. Đó. Khải là gọi là đủ anh em cứ lên lên cái võ lâm lậu á. Cứ hỏi thử thằng nào đen nhất được. Đen như mồm chó. Đừng nói mà búp không có đâu. Rồi nói chung thì vừa rồi thì Khải tính nhẹ nhẹ anh Evan thì Khải cũng lời được khoảng 5 kim anh em. 5 kim trung bình tính giá là thiệt tình nhưng mà bán rẻ nên là khoảng lời khoảng tầm 5 kim thôi. Vì anh em xem thì đừng quên ủng hộ video một like chia sẻ nữa mày. Đây là lần đầu tiên luôn anh em. Đây là lần đầu tiên Khải nói anh em luôn là Khải ăn lời luôn á. Đừng nói mà lỗ lời gì ở đây. Đây là lần đầu tiên luôn. Không có lần nào mà anh cỡ này được. Đồ lần nào anh cũng lỗ, cái nào anh cũng lỗ. Lỗ xong mà được bù lại cái kinh nghiệm anh em. Lỗ thì nói lỗ cho vui thôi, còn lại là nó bù lại được cái kinh nghiệm anh em. Chứ không có lỗ, không có lỗ lắm. Đó. Chứ không phải là anh em nói lỗ là lỗ tuyệt đối. Thường thường anh Evan á, những cái cụm server như này á, anh em anh Evan xong thì chắc chắn anh em sẽ bị một lỗ hai lời. Nhưng mà cái tỷ lệ lỗ của anh em nó khá là thấp, anh em sẽ được lời lại cái kinh nghiệm nè. Đó, bảo đảm cho anh em là 100% anh em sẽ lời lại được cái kinh nghiệm. Nên là đừng có nghĩ là lỗ, Khải nghĩ không bao giờ lỗ đâu. Anh em cứ thiệt tình anh em ăn Evan đi. Nên là anh em biết tại sao những cái anh kia ảnh lại ăn Evan thôi. Đó, anh ăn Evan thôi, 3 kim, 4 kim một lần ăn thì đỡ làm gì? Đỡ anh em úp được kinh nghiệm mấy chục triệu hoặc là mấy chục tỷ, mấy trăm triệu rồi đó, đỡ úp cho ạc chính của mình. Đó, tại vì anh em một khi ăn Evan là tốn khoảng mười mấy kim đi. Mà anh em bỏ thơ ra anh em chỉ tốn khoảng 1/4 đến 1/5 để anh em có thể up cấp rồi. Đó, quá ngon rồi. Mở rương ăn ban, ok ok, Khải mở rương cho anh em xem. Trời, ba tay đình quắc. Ái chà chà. 50 đây, 50 có tiền ấy. 46, 46 anh em. Thôi 46 thì không có tiền rồi. 46 thường thường là tầm này thì đình quắc phải mát. Chứ còn tầm này không ăn thua rồi. Này không ăn thua. À, 46 đậu u xanh. 46 thì không ăn thua rồi. Thường thường tầm này thì nó cũng được giá đấy. Như bao tay này bao cũng được vài trăm xu nè. Vài trăm xu nè. Rồi tiếp tục mở cái thoi phiến nè. Tiếp tục mở thoi phiến. Thoi phiến 2 đậu u xanh thoi phiến 2 nhiều vậy. Rồi nói chung là cũng ok đây. Nếu mà được thoi phiến cao hơn thì được tiền cao hơn nè. Rồi Khải giao dịch qua quầy chính nè. Quá đẹp luôn, hôm nay anh Vân quá đảo nè em ơi. Quá đen là anh em không ai dự đoán trúng cả. Đó là quá đen của anh em. Không ai dự đoán trúng luôn. Rồi cái vứt qua này là cái một là xanh hoặc hai là bán thôi em. Đó, có hai vấn đề đó thôi. Một xanh hai là bán thôi. Cả sẽ cất mấy cái này để tí nữa Khải sẽ ra bán. Không minh tận này nọ. Rồi ok. Con ngựa này để cho ạch bên này xa đi. Khi nào hết tính à, bước qua bớt máu. Khi nào hết thì mình lái đồng đánh tống kim rồi nè. Tại vì hôm nay mình cũng khá là nhiều. Rồi ok.
Nay ngày của Khải ngáo rồi, đồ hôm nay anh full bộ luôn, quá đã luôn anh em. Đồ thiệt lần đầu tiên luôn, cảm giác đồ đúng phơ anh em. Tại vì như Khải nói anh em, có ba trường hợp. Một là ra cuốn Đại Thành, một là ra cuốn Bí Kíp 12X đó. Hai sẽ là ra cuốn Đại Thành 12X và ba sẽ là ra một trong hai và bốn sẽ là ra cả hai. À, ba sẽ là ra cả hai chứ. Ba sẽ là ra cả hai luôn nè. Đó mà hơn một cái là mình ra cái thứ ba luôn, mình ra cả hai luôn. Nhìn đồ sướng luôn anh em. Quá đã luôn. Rồi Khải vứt mấy cái này cho nó giả tẩu thôi. Nên là mình là gọi là quá đã luôn nè. Người này dư rồi đó. Người này đến một tháng lận. Thì tinh hồng của đội bên này đi. Tiền thổ lộ bỏ qua. Dương bỏ qua. Dọn rương anh em ơi. Đúng rồi, đỡ xanh, có là mà đặc biệt đỡ xanh chứ. Nói chung là một bát hai xanh thì cái đó là tùy thôi. Anh đổ gì, anh có anh thì anh thêm đi, ạch đi. Đồ tầm này có vẻ anh ngon á, anh Vinh ngon á. Cái đổ nhiều quá nè mày. Cái này 200 triệu vứt cho con này nuốt luôn đi. Bán có 100 xu à. Đầu tư nó cánh xíu không được sao đâu. Mấy cái này giả tẩu thôi nè, nó khai vứt ra khỏi trận rương. Đó. Ông đồ này nó ở đây đi nè. Tôn sư dùng đạo, trời ơi, sốt luôn đi. Cái chữ tôn không có giá nè. Chữ tôn sư đà, si đà lắm. Rồi ok. Vứt mấy bình máu vô trong nữa. Trở đi hoạt động này. Tôn nữa nè. Chữ gì đây? Tôn sư trọng. À, chữ trọng có tiền nè. Tôn sư trọng, chữ trọng có tiền nè. Chữ trọng có người cần ấy. Phi tốc. Rồi, quá đẹp. Rồi Khải dọn đồ cái thoát ạc cho anh đi vô hoạt động rồi nè. Tôn sư trọng. Vứt cho nó khỏi trận rương. Rồi, vô hoạt động rồi. Rồi ok. Khải vô lại chính Khải đây. Đó, nói chung là ok nè. Nói chung là quá đã luôn rồi. Server này là Hello Nguyễn Minh nha. Server này server cũ Đại Gia Sơn nha bạn ơi. Server cũ nha nè. Chứ không phải server mới đâu. Server này đã được open 6 tháng rồi nè, không phải mới nữa nha. Rớt con. Trời ơi. Khải sẽ rồi, anh em xem video này đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ nha anh em ơi.